Hey, xin chào các bạn. Ở video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cách để có thể thay đổi theme ở trong VS Code. Tiếp tục ở video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái tip tiếp theo liên quan đến VS Code, đó chính là làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được cái chức năng Auto Shape ở trong VS Code và làm thế nào để chúng ta có thể tạo nhanh được một trang HTML, hay nói cách khác là generate ra một cái format code HTML chuẩn cho một trang trước khi chúng ta bắt đầu code giao diện cho bất kỳ một trang nào. Thì đơn giản như thế này. Mình sẽ mở lại Solmtec Tech lên, VS Code lên. Ở đây mình sẽ cùng các bạn làm việc với cái workspace có thư mục là frontend. Đó, như thế này. Thì bình thường khi mà các bạn code, nếu các bạn không sử dụng chức năng auto save, ví dụ mình thêm một cái đoạn code là h2 như thế này, suntech.edu.vn chẳng hạn, .edu.vn, thì sau khi code xong này, các bạn nhìn thấy này, nó sẽ hiển thị cái icon trắng trắng ở đây, có nghĩa là chúng ta chưa save cái file này vào, chúng ta phải Ctrl S lại thì chúng ta mới save lại được. Vậy bây giờ mình muốn là thay vì chúng ta mỗi lần code xong một đoạn nào đó chúng ta Ctrl S thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng Auto Save để chúng ta tránh quên cái việc save code. Đó, thì ở đây các bạn chỉ cần vào cái menu là File và di chuyển xuống đây và chọn Auto Save như thế này là xong. Thì khi mà các bạn code bất kỳ một dòng code nào trên bất kỳ file nào thì các bạn thấy là sau khi thay đổi xong cái là nó sẽ save luôn. Ví dụ mình để là học lập trình web, tại suntech.edu.vn như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy này, nó đã save xong rồi. Ok chưa các bạn? Và nếu mà các bạn mở cái preview thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ nhìn thấy cái thay đổi luôn, và các bạn không cần phải nhấn save, bởi vì trong quá trình code rất nhiều bạn thường bị quên nhấn save và sau đó ra trình duyệt test test mà không thấy nó thay đổi gì cả. Sau một hồi quay lại thì thấy là mình đã bị quên không nhấn save, thì cái chức năng auto save này nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết được vấn đề đó. Ok chưa? Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tạo ra được một cái trang HTML chuẩn như thế này. Các bạn biết là khi mà các bạn tạo ra bắt đầu code cho một trang bất kỳ thì các bạn sẽ phải đi khai báo từng cái thẻ HTML theo cái format chuẩn, bao gồm thẻ mở này, thẻ head, thẻ body. Thì ở trong VS Code nó cũng giống như ở trong Sublime thôi, nó giúp cho chúng ta tạo ra một cái file HTML chuẩn với cái format chuẩn của nó. Ví dụ đây mình tạo ra một trang exam.html như thế này. Bây giờ mình muốn generate code ra theo cái format giống như thế này thì các bạn chỉ cần gõ HTML và chọn cái phần HTML5 như thế này. Ngay lập tức các bạn sẽ có được cái format file như thế này rất là nhanh. Đó, và nó đã save vào cho các bạn rồi. Và sau đó các bạn chỉ đơn giản là đi thực hiện code những cái cần ở trong body thôi. Đó, thì đây là cái tip liên quan đến video này. Các bạn sẽ có hai cái học được từ video này, đó chính là làm sao để config cái auto save và làm sao để generate một cái format trang HTML chuẩn với HTML5 trong VS Code. Ok, các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình và làm lại cái mình đã hướng dẫn. Chúc các bạn học tốt.